Có lẽ điều ngán ngẩm nhất mỗi khi ra đường là bất ngờ bị cảnh sát giao thông tuyết còi gọi tấp vô lề đúng không nào? Thế nên để tránh bị cảnh sát giao thông sờ gáy, anh chàng sau đây đã làm một hành động mà ai xem xong cũng phải cười nắc nẻ. Hãy xem đó là gì nhé! Một phần diễn biến của sự việc đã được camera an ninh của ngôi nhà gần đó ghi lại được. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút tối ngày 23 tháng 12 vừa qua, một nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ khá cao lao lên vỉa hè rồi ngã văng xuống đường. Anh ta hoảng hốt bật dậy, dựng xe máy lên để tiếp tục chạy, nhưng tay chân luống cuống, lại vướng mấy túi rác, khiến mọi tính toán bất thành. Thế rồi chẳng còn cách nào khác, anh ta vội nấp vào góc đường để tránh mọi ánh mắt tìm kiếm. Chứng kiến cảnh tượng này, người ta không khỏi bật cười rồi lại lắc đầu ngán ngẩm trước cách hành xử của nam thanh niên. Theo người đăng tải đoạn clip thì nam thanh niên chạy xe máy đã vi phạm luật giao thông nên đang cố tìm cách né tránh cảnh sát giao thông. Đến cuối clip thì anh chàng cũng chịu ra khỏi nơi ẩn nấp, xem xét tình trạng chiếc xe. Chắc là cú ngã nhớ đời đã khiến cho anh chàng lo sợ rằng cảnh sát giao thông sẽ để ý tới mình và biết mình đã phạm luật giao thông đấy mà. Nhìn cách anh chàng loay hoay dắt chiếc xe vào thật là nhịn cười không nổi luôn. Bạn nghĩ sao về đoạn clip này? Hãy chia sẻ cùng với chúng mình ở phía dưới nha!